Xin chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay Tâm Sơn sẽ giới thiệu cái công việc của hàng ngày của Tâm Sơn đi làm cho quý ông bà cô chú xem công việc của Sơn nha. Đây là cái xe lôi nha quý ông bà cô chú anh chị. Mình kéo vô mình chắc giấy lên để mình chở đi bán. Chắc giấy này hả anh bạn? Chắc giấy này hả? Trời ơi, đi xe chim tôi hoài, chiếc xe nó đèo cái gì vậy? Vô đây đi. Vô đây ngồi. Sẽ chắc cái đống giấy này lên để xem chở đi bán cho mình. Này nay mưa rồi cái bão chở đi sớm nữa, mưa ướt giấy trời tí. Xe giấy giờ nó chắc xe lên xong rồi nha quý ông bà cô chú. Đây là vợ của Sơn này nha quý ông bà cô chú. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Mỗi ngày thì cũng đi phụ anh chị chắc ba cái phế liệu nè, giấy lon rồi chai rồi. Đây chị dâu. Chị dâu ơi, chào chị dâu. Chào mọi người. Sẽ chạy cái xe này đi đến để đi bán nha quý bà cô chú. Chỗ bán giấy rồi nha quý ông bà cô chú. Đầu đây cho chiếc xe là tải vô trước. Đây cũng căng bằng điện tử luôn nha quý ông bà cô chú. Bốn trăm sáu mươi ký. Chiếc xe này 460 ký nha quý ông bà cô chú. Chạy vô đá đổ.